giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2021 đã chuẩn bị bước vào lượt trận thứ tư. Với 5 điểm sau 3 lượt trận, câu lạc bộ Bóng Đá Đắk Lắk đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Trời ơi, thứ 7 ngày 10 tháng 4 năm 2021 trên sân vận động Roma Tuổi số 2 Nguyễn Công Trứ, câu lạc bộ Bóng Đá Đắk Lắk tiếp đón câu lạc bộ Bóng Đá Long An. Đặc biệt, câu lạc bộ Bóng Đá Long An hiện đang sở hữu tiền đạo Nguyễn Anh Đức là cựu cầu thủ từng chơi ở đội tuyển quốc gia. Đây hứa sẽ là trận đấu rất sôi nổi. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị khán giả, người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho đội chủ nhà Đắk Lắk thi đấu đạt kết quả tốt trên sân nhà. Để hạn chế triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh, cộng đồng và xã hội, ban tổ chức đề nghị quý vị khán giả, người hâm mộ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm cho sức khỏe cho cộng đồng. À, nó có trị bệnh gì không? Có chứ, phòng ngừa cái COVID mà. À, cái này là phòng ngừa COVID đây. Vâng, rất cảm ơn anh. Anh ở đường nào anh? Anh mang tổ chức ạ. À, tôi mang tổ chức ạ. Vâng, rất cảm ơn anh. Tình giải hạn giáo quốc gia tại Đắk Lắk buôn ma thuột và Đắk Lắk gặp Long An. Mình xin mời tất cả các bạn đến xem cái trận đấu của Đắk Lắk gặp Long An này. Ta có được vinh dự là được 4 điểm. Thì mình xin mời tất cả các bạn để xem hai trận đấu cũng không và sự chiến thắng của giành bên nào. Mời tất cả các bạn cùng đồng. Ngồi xuống. Ngồi. Hả? Quay. Đứng bên kia không quay. Xin trân trọng cảm ơn mời toàn thể quý vị tham vọng.
dùm gần lắm. Vâng thưa các bạn, đây là đội Đắk Lắk áo vàng, quần vàng và tóc tái. Đội Lòng An là áo trắng, quần đen và tóc tái. Hai đội đã quyết tâm để giành chiến thắng tại giải bóng đá Á châu quốc gia này, và các bạn tiếp tục theo dõi cái trận đấu này. Vâng thưa các bạn, trận đấu của hai đội Đắk Lắk và Lòng An đã bắt đầu mở màn. Mời tất cả các bạn hãy hướng về sân cỏ thành phố Buôn Ma Thuột để xem cái giải đấu hạng nhất quốc gia đã tổ chức tại thành phố SÂN Đăk Lăk, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, mời tất cả các bạn hãy theo cái trận đấu này để bạn có cầu thủ Anh Đức đội tuyển quốc gia. Vâng, đó cầu thủ Anh Đức tấm số 11 đó các bạn. We'll be right back.
anh Đức đã nhận bóng ra các bạn. Cái làm gì được cú hốc rồi. Có một cầu thủ bị đâm xong rồi.
đó, chưa có pha nào gọi là Thank you.
Đi đi. Đi đi. Không, đi đi đi. Rồi em về trước nha, chào em nha. Cảm ơn.